Thưa quý vị, trải qua hơn 10 năm ra đời, đi vào hoạt động, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện để sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Đặc biệt trong những ngày Tết như thế này thì các anh vẫn ngày đêm vững vàng tay súng giữa biển khơi để bảo vệ biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Nhắc về các chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, không thể không kể đến 76 ngày Biển Đông dậy sóng. Bất chấp gian khổ, hiểm nguy, những người lính đã gác lại tình cảm riêng tư với gia đình, người thân để làm nhiệm vụ ở tuyến tiền tiêu vùng biển đảo của Tổ quốc. Và với Tết năm nay cũng vậy, công tác trực sẵn sàng chiến đấu tiếp tục được đơn vị chỉ đạo tăng cường. Bảo vệ cái Tết bình yên cho bà con thì chúng tôi đã triển khai thêm 2 cái phương tiện trực tàu trên biển nữa ở các khu vực khác nhau, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và hiện nay đã đang trực trên biển để quản lý rồi là nắm bắt tình hình trên không, trên biển và các hoạt động vi phạm pháp luật của các phương tiện tàu thuyền trên biển để kịp thời xử lý tốt tình huống. Song song với công tác chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, khi lực lượng nước ngoài xâm phạm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 không ngừng tăng cường mối đoàn kết quân dân như cá với nước, xem tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Bởi vậy, những người dân làm ăn, đánh bắt trên biển luôn gửi gắm, vững tin khi bên mình có những chiến sĩ đồng hành với những con tàu vươn khơi. Các chiến sĩ chính là ân nhân của những ngư dân bị tai nạn rủi ro trên biển. Khi hành nghề trên biển thì chắc chắn rằng không tránh khỏi những cái rủi ro mang lại. Nhưng mà khi ngư dân của Tam Quan mà có những cái rủi ro thì được lực lượng cảnh sát biển, vùng 2 cảnh sát biển 2 thì hết sức là quan tâm, là cứu trợ, giúp đỡ cho nhân dân ở trên biển. Khi mà họ phát sức từ bờ mà ra đến cái đó thì trong khi đó là mấy ngày đó là mấy ngày hoàn toàn là mưa bổ không. Đến tàu mình nó vẫn còn gió cấp 4, cấp 9. Mà khi họ vượt tới đó rồi là họ chịu mất 2 ngày 1 đây. Nếu như mà không có cảnh sát biển ấy, mà không chạy ấy, thì khác chứ hay bạn này. Xuân mới lại về, đồng bào luôn nhớ tới những người lính ngày đêm đang vững vàng tay súng bảo vệ biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Qua những việc làm của mình, các chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, thể hiện được đức tính cao cả của bộ đội Cụ Hồ trong việc thực hiện nhiệm vụ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.